Xin chào tất cả các anh em đã quay lại với channel của mình. Thì video này mình sẽ giới thiệu anh em một cái app có tên là Premise. Thì cái app này là app khảo sát kiếm tiền và min rút của nó là 0,25 đô rút về PayPal. Đây anh em có thể là lên CH Play và tìm cái chữ Premise này, nó sẽ ra cái app này. Sau khi tải về và anh em đăng nhập vào app, login bằng tài khoản Gmail nhé. Sau đó anh em sẽ bấm chữ bắt đầu nhiệm vụ này. Đó, ở đây thì nó sẽ kêu là thời tiết khu vực bạn hôm nay như thế nào. Đấy, thì ví dụ ở chỗ mình đang 12 giờ trưa, nắng, mình sẽ chọn cái là nắng này. Đó, sau đó mình sẽ chọn cái phần chụp ảnh. Đó, mình chọn trước sân nhà mình, nắng. Ok, mình sẽ chụp trước sân nhà mình luôn. Rồi, yes. Đó, sau giờ mình sẽ nhấn chữ kế tiếp, xác nhận. Ok, ghi lại vị trí. Kế tiếp, xác nhận. Đây có phải là kiểu thời tiết thông thường? Vâng, lưu thông tin, ok. Đó, nó kêu là xin chúc mừng, bạn đã hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên của mình. Mình đã được 0,05 đô. Tiền sẽ được cộng vào tài khoản của bạn trong 1 đến 2 ngày nữa. Bạn có thể kiếm thêm tiền bằng cách hoàn thành các nhiệm vụ. Ok, mình sẽ bấm vào làm thêm. Nhưng mà trước tiên á, thì anh em phải làm cái khảo sát nhân khẩu này này. Ở đây thì hồi nãy là mình đã làm xong một cái ở trong cái phần lịch sử của mình, nó đang xem xét cái ảnh hồi nãy mình gửi á. Đó, thì nó nói là sẽ gửi cái tiền được 0,05 đô này trong vòng 1 đến 2 ngày nha anh em. Nó phải kiểm tra anh em có gửi đúng ảnh hay không, hay là anh em chụp ở đâu đó chụp sai á. Đó, thì ở đây mình sẽ làm cái khảo sát nhân khẩu trước. Đây thì là giống như là khảo sát bản thân của bạn á. Bạn sẽ bấm tiếp tục này. Đó, mình là 16 đến 25 này, mây này. Nếu anh em không biết thì anh em có thể là chọn lung tung được, nhưng mà mình nghĩ đây là những cái từ tiếng Anh thông dụng thôi. Is your marriage status này, giống như là tình trạng hiện tại của bạn á, bạn đã kết hôn rồi hay là gì đấy, single này, người đang độc thân, tình trạng làm việc của bạn, làm việc toàn thời gian, tự kinh doanh, nghỉ hưu, học sinh, sinh viên gì đó, thất nghiệp đi. Bạn đã thất nghiệp bao lâu rồi? Ô, quay lại đi. Đây sẽ là ô, không có sinh viên à? Làm việc bán thời gian đi. Nhân viên công chức, nhân viên tư nhân. Tôi không thể trả đủ cho thức ăn gia đình, tôi đã đủ rồi. Nếu thấy phiền thì cứ chọn đại mẹ thôi đi. Không quan trọng đâu. Quốc tịch của bạn này, Việt Nam. Việt Nam. Bạn đã bao giờ phục vụ quân đội? Không. Vui lòng mô tả tình trạng nhà ở của bạn. Tôi có nhà riêng, căn hộ riêng. Which tại tại đi, mất thời gian quá. Bạn có mấy đứa con? Ok, một. Tôn giáo là đạo Phật đi. Ngôn ngữ Việt Nam. Tiếp theo, Việt Nam. Kinh. Bạn thuộc về bộ tộc? Không có cái nào ở trên. Ok. Sau khi anh em thực hiện xong cái khảo sát đầu tiên á, nó sẽ hiện thị ra như thế này. Đó, đây ví dụ là một cái khảo sát này nè, anh em sẽ được là 0,03 đô đúng không? Mình bấm vào, bấm tiếp tục. Anh em có thể chọn bừa cũng được. Đại đi, tích hơn 3 tháng, tiền mặt, có. Mình chọn bừa nhá. Trung bình bạn phải trả bao nhiêu tiền phí mỗi tháng? 300 đi. Có. Lưu thông tin. Đó, tương tự vậy thôi. Sau khi các bạn thực hiện một cái khảo sát bên này xong á, ở bên phần lịch sử nó sẽ hiển thị ra đây này. Đó, một cái khảo sát mà bạn mới làm, nó sẽ hiển thị là xem xét, đang xem xét đúng không? Thì trong vòng 1 đến 2 ngày á, nó xem xét xong, nó sẽ gửi tiền cho bạn. Đó, thì làm càng nhiều thì bạn càng được nhiều tiền thôi. Đó, khi mà bạn làm hết tất cả khảo sát như thế này rồi, bạn sẽ nhấn vào cái dấu cộng này. Bạn chọn mấy cái khảo sát này bạn làm tiếp. Ví dụ mình chọn cái đầu tiên phương tiện công cộng đúng không? Mình bấm vào lưu giữ. Đó. Mình ra ngoài, đó nó sẽ hiển thị ra bên ngoài là phương tiện công cộng. Bây giờ mình sẽ bấm vào mình thực hiện tiếp. Đấy, tương tự vậy thôi. Khi mà anh em muốn rút tiền, anh em sẽ vào phần thanh toán này. Ở đây nó có cái thêm phương thức thanh toán, anh em nhấn vào. Min rút của nó là 0,25 đô, nhấn vào. Đó. Thì ở đây là anh em thay đổi cái thông tin á, PayPal, email này.
Đó, anh em thay đổi xong bấm vào chữ lưu thông tin. Rồi, khi anh em đủ, anh em chỉ cần bấm vào và rút thôi. Thì thông thường rút nó sẽ về từ 1 cho đến 2 ngày nha anh em. Hết video này mình sẽ kết thúc ở đây. Cảm ơn anh em đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại.